trong đêm yêu thương muôn vàng thêm bình hát ca mừng chúc cứu Chúa này hạ sinh. Chúa đem vui mừng Ngài xua tan những ưu phiền để cuộc sống quanh đây được an bình. Và Chúa Giêsu giáng sinh đem đến hy vọng tình yêu vĩnh sinh cho những cuộc đời mãi trong tuyệt vọng được tìm thấy thỏa vui trong Ngài. Chúa nhân từ xót thương bao kẻ ô tội còn đang vấn vương, xin hãy trở về, hãy mau trở về tìm về với Giêsu tình yêu được bình an. Nơi nơi hôm nay vui mừng trong đêm Giáng sinh, nào có mấy ai nhận tin? Chính Vua Giêsu Ngài hạ sinh bởi yêu thương người, Ngài đến cho tôi, đến cho anh tình yêu. Mang bao đau thương cam chịu nơi Gô-gô-tha, dòng huyết Chúa đổ ra vì con, gánh thay muôn tội, Ngài dịch bao vết thương lòng để cuộc sống quanh đây được an bình. Và Chúa Giêsu giáng sinh đem đến hy vọng tình yêu vĩnh sinh cho những cuộc đời mãi trong tuyệt vọng được tìm thấy thỏa vui trong Ngài. Chúa nhân từ xót thương bao kẻ ô tội còn đang vấn vương, xin hãy trở về, hãy mau trở về tìm về với Giêsu tình yêu. Cảm ơn Chúa. Và hôm nay thì tôi chia sẻ lời Chúa với quý mục sư cùng học. Đây là còn ít ngày nữa là tới mùa Giáng sinh, tới mùa Giáng sinh của Giáng sinh Đấng Messi rất là đặc biệt đối với Giê-ru-sa-lem cũng như là toàn thể nhân loại rất là đặc biệt. Chúng ta đọc từ đoạn Luca đoạn 2 từ câu 1 đến câu 20. Tôi xin đọc, chúng ta cùng suy gẫm. Trước khi đọc, tôi xin cầu nguyện trước. Ôi là Chúa, là Cha của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Ngài đã, của Chúa ơi, tạo hóa chúng con. Của Chúa ơi, đã dùng lưỡi chúng con để nâng đỡ những người mệt mỏi. Của Chúa ơi, Ngài đánh thức chúng con, đánh thức tai chúng con mỗi buổi sớm mai để lắng nghe lời Chúa dạy như học trò vậy. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Ngài cũng là Đấng tạo hóa, Ngài cũng là Cha và Ngài cũng là giáo sư lớn dạy dỗ chúng con, đánh thức lỗ tai chúng con để chúng con lắng nghe lời của Chúa. Ôi Chúa ơi, như là học trò vậy. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, buổi sáng ngày hôm nay, Chúa ơi, con, ôi Chúa ơi, chia sẻ, ôi Chúa ơi, sứ điệp của Ngài, đó là, ôi Chúa ơi, Ngài đã Giáng sinh. Ôi Chúa, cách đây, ôi Chúa, 2000, ôi Chúa ơi, 0, ôi Chúa ơi, 23, Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Ôi Chúa ơi, Ngài đã Giáng sinh, ôi Chúa, Ngài đã chết và Ngài cũng đã sống lại và Ngài cũng đã thăng thiên. Ôi Chúa ơi, Ngài sắp trở lại, ôi Chúa, để đón, ôi Chúa, hội thánh của Ngài cũng như là, ôi Chúa, những người tin Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Chúa ơi, xin Thánh Linh của Chúa đổ đầy trên con. Ôi Chúa ơi, quyền năng của Ngài, tình yêu thương của Ngài, Chúa ơi, sự sống của Ngài, để con chia sẻ lời của Ngài đầy đủ. Ôi Chúa ơi, không có điều gì và thiếu thốn. Ôi Chúa ơi, đầy đủ như lời Chúa đã dạy dỗ như thế nào. Chúa ơi, để con chia sẻ cũng như để ấy. Chúa ơi, để con được gây dựng và quý mục sư cũng được gây dựng và hội thánh của Chúa khắp nơi cũng được, Ôi Chúa ơi, gây dựng và được lắng nghe và được tiếp nhận Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm.
và chúng con được ý cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi xin đọc từ câu 1 đến câu 20. Lúc ấy Caesar Augustus ra chiếu chỉ phải lập sổ dân chúng, phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quy Riu làm quan tổng đốc xứ Syria. Ai nấy đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cùng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Judea để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đường có thai. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sanh con trai đầu lòng lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ. Vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Và cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài. Các ngươi sẽ gặp con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe bị trội ở chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy gẫm trong lòng. Bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy như lời đã bảo trước cùng mình. Cảm ơn Chúa. Từ đoạn 2, từ câu 1 đến câu 20, đây là tôi để đặt chủ đề, đây là Chúa bình an. Giáng sinh năm nay là Chúa bình an. Chúa bình an này, như thế nào là Chúa bình an đây? Nhiều người họ họ nghĩ là bình an là như thế nào? Ở đây là trong sự kiện. Ở đây là lúc bấy giờ là Caesar Augustus, tức là vua, tức là hoàng đế của La Mã Augustus, ra lệnh kiểm tra dân số khắp đế quốc La Mã tại lúc bấy giờ. Và kiểm tra dân số. Ở đây theo theo tôi nghĩ là không phải là chuyện bình thường. Đây là như lời Chúa nói là lòng của vua trong tay Đức Giê-hô-va ngài nhưng lịch bề nào tùy ý ngài. Đây là đúng thời điểm của Chúa, đúng thời giờ và thời điểm của Chúa. Vì ngài tể trị nhân loại, ngài tể trị nhân loại. Như dân Israel, như dân Judah phạm tội với Chúa thì ngài cũng dùng dân ngoại đó để sửa phạt dân Israel. Ở đây là dân dân Juda họ đã ra khỏi
ra khỏi phu tù được, ra khỏi phu tù Babylon, ra khỏi phu tù. Và chuyện ra khỏi phu tù không phải là chuyện bình thường mà Chúa dùng, Chúa lật đổ Babylon. Chúa dùng Medi, vua Perser, rồi mãi đến thời La Mã. Lúc bây giờ thì Herod làm vua. Lúc Herod làm vua và thống trị thì là La Mã. Thì lúc bây giờ là La Mã thống trị cả Jerusalem. Cho nên là họ họ phải kiểm kê dân số. Kiểm kê dân số. Trong kiểm kê dân số thì Joseph là dòng dõi của David. Không phải là tình cờ, đây là Chúa sắp đặt dòng dõi của David phải về quê hương của ông, từ từ Nazareth, đó là phải về quê hương của ông, tổ phụ của ông, đó là Bethlehem. Đó là Bethlehem. Việc này theo con người họ nghĩ là bình thường, đối với Chúa không có bình thường. Đối với Chúa đây là cái chương trình, đó là thời điểm, đây là kế hoạch, đây là cái chương trình của Chúa, chương trình của Chúa. Vì trước khi Chúa giáng sinh thì Chúa đã mách bảo tiên tri Esai đoạn 7 câu 14. Esai đoạn 7 câu 14. Chúa đã mách bảo trước có một người nữ đồng trinh. Có một người nữ đồng trinh. Chúa đã mách bảo trước. Vậy nên chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Đặt tên là Emmanuel, nữ đồng trinh. Cái sự xếp đặt của Chúa, nữ đồng trinh đó là Mary. Sự xếp đặt của Chúa. Ở đây Esai thì không có biết tên. Chỉ biết là nữ đồng biết nữ đồng trinh, mà ngay thời điểm đó thì Chúa lại xác nhận lời hứa của Chúa. Trước khi Chúa giáng sinh khoảng 8 tháng trước thì Chúa sai thiên sứ của Ngài đến với Mary, trinh nữ Mary, người cô sắp có thai. Cho nên rất là đối với Mary rất là bối rối, đối với nhân loại ngày hôm nay cũng là rất là bối rối. Nếu mà không có người nam làm sao mà họ 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 có thai, họ có thai được. Ở đây cho nên là đối với Chúa thì không có. Chúa nói là quyền phép thánh linh đến trên người đấng che, quyền phép thánh linh che phủ người. Ở đây thiên sứ bèn nói rằng: hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi sẽ được ơn trước mặt Chúa, mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai, đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con rắn rất cao, là Chúa, là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Ở đây là 400 năm yên lặng. Kinh Thánh nói là 400 năm mà yên lặng, không có lời Chúa phán với các tiên tri nào, và không có sự hiện diện của Chúa thiên sứ nào. Cho nên là khi mà Mary như vậy gặp Chúa, gặp thiên sứ thì Mary rất là sợ hãi. Đừng nói là Mary, tôi cũng vậy. Gặp thiên sứ cũng rất là sợ hãi, không biết là như thế nào, rất là sợ hãi. Thì thiên sứ mới nói là đừng có sợ, ngươi sắp có thai. Thì về phía dưới thì Mary mới đối thoại với thiên sứ là: nếu mà tôi chưa có người nam nào, làm sao mà tôi có thai được? Chúa nói là quyền phép của đấng rất cao che phủ ngươi. Người thọ thai đó không phải là con người bình thường, mà con đấng rất cao, mà là tên là Chúa Giêsu. Tên là Chúa Giêsu.
Ngài lập Chúa Giêsu ngồi trên ngai của David, trên ngai của David. Thời lúc bây giờ thì Herod cũng làm vua rồi, nhưng mà không phải là dòng, không phải là Chúa chọn, điều đó không phải là Chúa chọn. Chúa chọn là nhà David, không phải là Chúa chọn nhà, Chúa chọn nhà Esau, Chúa không chọn, Chúa chọn nhà David. Ở đây là Chúa cai trị, đó là cai trị đời đời, không phải là một ngày hai ngày, nhưng mà cai trị đời đời. Cai trị đời đời. Cái sự giáng sinh của Chúa Giêsu đó là Ngài là Đấng Messi, Ngài là vua. Ngài là vua, Ngài tiếp nối David, ngôi David đời đời. Còn về phía dòng dõi David đó, theo con người là lúc này là không còn ai để tiếp nối ngôi vị của ông. Nhưng mà ở đây là đối với Chúa thì không, đối với Chúa thì không, Chúa đặt Chúa Giêsu đó là ngôi David, vị vua, đó là vua đời đời, trị vì đời đời, nhà gia cố nước này vô cùng, nước của Chúa thì vô cùng, có nghĩa là tồn tại mãi mãi, tồn tại mãi mãi. Nước Ngài vô cùng, đó là tồn tại mãi. Ngài cai trị, đó là cai trị đời đời. Cảm ơn Chúa. Đây là sự giáng sinh của Đấng Messi, không phải là bình thường. Sự xếp đặt của Chúa rất là rõ ràng. Theo thời gian và theo lịch sử, đó là Chúa tể trị. Chúa tể trị đúng thời điểm của Chúa. Ngay lúc đó thì họ kiểm tra dân số, và Mary, Joseph cũng vậy, phải đến tại Bethlehem. Điều đó không phải là tình cờ. Điều đó là Chúa sắp đặt. Và nơi chốn của Ngài, giáng sinh Chúa cũng sắp đặt. Không có ai mà đây không có ai mà biết trước là ô tôi sinh ở đâu. Không thể nào mà ai biết được như vậy. Mình chính Chúa biết trước, báo trước cho dân sự của Ngài, nơi chốn của Ngài giáng sinh. Đó là tiên tri Mi-chê đoạn 5 có một, đó là Chúa cho tiên tri của Ngài biết trước hàng trăm năm, hàng trăm năm. Mà khi tới Chúa giáng sinh thì họ thiếu sự chuẩn bị, thiếu sự chuẩn bị. Họ đón dân sự là hơn là đón Chúa, đón dân sự hơn là đón Chúa. Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David, gọi là Bethlehem xứ Giu-đê, để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đương có thai. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sanh con trai đầu lòng lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Ở đây rõ ràng con đầu lòng, không có ai con đầu lòng mà nghèo nhất thì cũng có nhà, không có ai mà con đầu lòng lại đặt nằm trong máng cỏ. Đây là những điều rất cảm động nhất, vì tình yêu thương của Chúa. Ngài là vua cai trị đời, đáng lý Ngài phải phải ra đời ở trên cung vua, ở trên tốt nhất cho Ngài. Với dân Israel ngày hôm nay, nếu các vị đã biết Chúa Giêsu, với dân Judah ngày hôm nay các vị đã biết Chúa Giêsu, các vị rất là được phước. Nếu các vị chưa biết Chúa Giêsu nên hãy đọc lại, hãy tiếp nhận. Đáng lý là Chúa Giêsu là Đấng Messi, không phải là tình cờ. Đây là Chúa Đấng Messi là đã hứa, Chúa đã hứa. Ngay sau khi mà loài người phạm tội, Chúa cũng đã nói trước rồi. Chính Chúa đã nói trước.
dòng ta sẽ làm dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ. Đó là nói tiên tri về Chúa Giêsu đã nói trước. Các vị dân Israel đã đọc lời Chúa rồi, đã đọc lời Chúa, nên quý vị là nên tiếp nhận Chúa Giêsu, nên là tiếp nhận Chúa Giêsu. Ở đây là sự kiện xảy ra là nhà quán không có đủ chỗ ở. Ở đây không phải là tình cờ, nếu mà một ngày hai ngày thì thiếu chuẩn bị. Ở đây là hàng trăm năm, từ Ê-sai, từ Ê-sai đến Chúa Giêsu Giáng sinh, đó là khoảng 700 năm khoảng thôi. Chúng tôi là dân ngoại, các vị là dân gốc, là chắc chắn là các vị sẽ biết, vì Kinh Thánh là Kinh Thánh chữ của các vị. Các vị chắc chắn là, theo tôi là chắc chắn là các vị biết rất rõ tiếng của các vị. Ở đây là họ thiếu sự chuẩn bị. Theo tôi là Chúa dạy dỗ tôi là họ thiếu sự chuẩn bị, thiếu sự chuẩn bị. Cho nên là đáng lý là Chúa phải tiếp đón là tốt nhất, những điều tốt nhất tại Jerusalem, tại xứ Giu-đê, tại thành David. Đó là những điều tốt nhất. Ở đây không phải là tình cờ, ở đây là Chúa sắp xếp rõ ràng. Khi mà Chúa giáng sinh thì Chúa đã nằm ở trong bọc bằng khăn và nằm ở trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở, không có đủ chỗ ở ở đó. Cảm ơn Chúa, Chúa rất là vui lòng. Chúa rất là vui lòng. Tại sao, theo tôi là tại sao mà Chúa Giêsu, Ngài là Đấng Mêsi, tại sao Chúa Giêsu là Đấng Tể Trị, cai trị vương quốc của Ngài, đó là Ngài cai trị ngôi của David. Thời David thì dân Israel và dân Juda rất là đầu phục, rất là đầu phục. Ở đây cả gia phả của Chúa Giêsu cũng là gia phả David, gia xã David, gia xã của một hoàng hoàng tộc, một hoàng hoàng tử, nhà vua, vua David rất là tôn trọng, rất là tôn trọng. Khi mà Chúa giáng sinh thì Chúa nằm ở trong máng cỏ, trong máng cỏ, vì nhà quán không đó, không có đủ chỗ, bọc bằng khăn, bọc bằng khăn. Không biết là cái chắc chắn là khu vực ở Trung Đông đó là cái khăn của họ là khăn cũng ấm áp rồi, đặt ở trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở đó. Chúa chịu, Chúa là vua của Đấng của Messi của các vị, cũng là Đấng cứu nhân loại, Đấng cứu nhân loại đã giáng sinh, đã nằm trong máng cỏ. Vì nhà quán lúc bấy giờ thì không có đủ chỗ ở, vì dân sự rất là đông, dân sự rất là đông, rất là đông thời lúc bấy giờ. Cho nên là có một chỗ cho Chúa Giêsu, Chúa Giêsu cũng bằng lòng. Mary và Joseph, Chúa Giêsu cũng bằng lòng. Nói về Mary, nói về Joseph thì vì con người, chính Chúa Giêsu là Đấng tạo hóa, Chúa cũng chịu ở đó, nằm ở đó, chịu. Cho nên tại sao mà Chúa Giêsu trở nên con trẻ như, theo tôi là tại sao Chúa Giêsu nên con trẻ? Đó là vì Chúa Giêsu con trẻ để cứu mình ra khỏi tội lỗi. Ông David ông nói là tôi đã phạm tội từ trong lòng mẹ, mẹ đã phải thai tôi trong tội lỗi. Tổ phụ Adam của chúng ta đã phạm tội, di truyền lại. Đó là Chúa Giêsu phải được Chúa Cha phải sắp đặt Chúa Giêsu được thân thể như con người, thân thể như con người. Về thần tánh là Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Về nhân tánh đó là Chúa Giêsu là con người, con người 100%, nhưng mà không phạm tội, để cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi. Trước là dân Israel, dân Juda, và sau là cả nhân loại. Cảm ơn Chúa. Theo điều này tôi rất là vui mừng trong lòng. Cứu dân của mình ra khỏi tội lỗi. Trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 21 đến câu 23.
Người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi điều đã xảy ra như vậy để cho được ẩn nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy, trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tại sao Ngài là con trẻ? Ngài trở nên con trẻ là để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, ra khỏi tổ phụ của chúng, tội lỗi từ tổ phụ, từ Adam. Đó là từ nguồn, từ gốc Ngài cứu chúng ta ra khỏi điều đó, ra khỏi tội lỗi, ra khỏi quyền lực của ma quỷ, cai trị của ma quỷ, để Ngài cai trị chúng ta. Mà Ngài Emmanuel, Ngài ở cùng chúng ta, Ngài cai trị chúng ta. Ngài cai trị không phải là một ngày, hai ngày, đời đời, đời này cũng như là đời sau. Đời đời vô cùng, đời này cũng như là đời sau. Cảm ơn Chúa. Chúng ta không những là chúng ta trở ra khỏi tội lỗi, chúng ta được Chúa đặt chúng ta vào vương quốc của Ngài. Đặt chúng ta vào vương quốc của Ngài, vương quốc đời đời. Vương quốc của Ngài là vương quốc đời đời, là chi thể của Ngài, là trong thân thể của Ngài. Cảm ơn Chúa, rất là vinh dự, rất là vinh dự. Điều này là theo tôi là tất cả dân Israel là phải hưởng trước, không những chỉ là một nửa, tất cả dân Israel là phải hưởng trước. Đừng nói là 50%, tất cả là 100% là phải Israel là phải hưởng trước, rồi sau đó đến dân ngoại. Cảm ơn Chúa là đáng lý là dân Israel là họ mà vui hưởng 100%, vui hưởng 100%, rồi tới dân ngoại. Cảm ơn Chúa. Ở đây là không những là phải 50-50 nhưng mà 100%. Kể cả hôm nay dân Israel thì tôi học được cấp 5 hội thánh là người Do Thái với nhân dân ngoại đó. Ông mục sư ngồi Do Thái, ông nói là ông đọc kinh thánh mà ông chưa hiểu đấng Messi, chưa hiểu Messi. Khi mà ông vợ ông đã tin Chúa trước thì ông ganh tị với Chúa: Chúa ơi, tại sao mà Chúa lại cướp vợ của con? Mà ông ganh tị với Chúa Giêsu một thời gian thì ông thấy vợ của ông rất là tốt, dạy dỗ con cái rất là tốt, về phía vật chất của ông rất là giàu có. Trước đây chưa làm một sứ, ông rất là giàu có. Ông thấy vợ của ông được thay đổi, ông thấy vợ của ông dạy dỗ con cái rất là được thay đổi. Thì ông mới nói với Chúa Giêsu, ông mới thầm với Chúa Giêsu: Chúa Giêsu ơi, nếu mà Ngài có thật, đó là dân Do Thái, Ngài có thật, xin Ngài biến đổi con. Ngay lúc đó ông tắm ở trong cái bồn tắm khoảng một tiếng đồng hồ, ông khóc. Chúa đến và thay đổi đời sống của ông, thay đổi đời sống của ông. Bắt đầu ông mới khóc, vợ của ông về thì ông thấy ông đỏ mắt, đỏ khóc: Ủa, tại sao vậy? Ông mới nói là chắc tôi điên loạn. Không phải, ông được tái sanh rồi, không phải điên loạn. Không được tại sao cảm ơn. Ông được tái sanh rồi.
Thì như vậy thì xin lỗi thời gian đã mình. Ông được tái sanh rồi, khi mà lúc đó đó là tôi ước ao, tôi cũng muốn là dân Israel và tất cả dân Israel nên biết Chúa như như ông Phi-e-rơ, như ông Phao-lô và như quý mục sư Do Thái như vậy. Họ rất là được phước. Họ rất là được phước. Họ rất là được phước. Còn chúng tôi là dân ngoại, cảm ơn Chúa đã đến với chúng tôi, đã đến với chúng tôi, đã đến với chúng tôi. Ở đây là đã đến với chúng tôi như là chỗ tôi là năm 91, Chúa đã đến với chúng tôi. Cảm ơn Chúa. Đấng Messi đã đến với chúng tôi, đã cứu chúng tôi ra khỏi tội lỗi. Và Đấng Emmanuel đó cũng đã ở với chúng tôi. Không ở một ngày, hai ngày, chắc chắn là ở đến ngày mà Chúa trở lại là ở với Chúa đời đời. Ở đây là những người mà những người chăn chiên, và cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng tức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lò xung quanh. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ. Thì người chăn chiên cũng vậy. Khi mà thiên sứ hiện ra với họ, họ rất là sợ hãi. Sự vinh quang của Chúa hiện ra với họ, họ rất là sợ hãi. Thiên sứ nói là đừng có sợ, đừng có sợ. Tôi không có báo cho các ngươi là tin dữ đâu, nhưng mà tôi báo cho các ngươi là một tin lành là Chúa Jesus Christ, là con Đức Chúa Trời, là đấng cứu thế, là đấng Đức Chúa Trời sức giàu. Christ là đấng Đức Chúa Trời sức giàu để làm vua, để làm vua đời đời, không những đời này mà đời sau là vua đời. Này là dấu cho các ngươi nhìn biết, các ngươi đi đến đi đến tại Bethlehem thành David đó gặp con trẻ bập bằng khăn, đó chính là Đấng Christ, đó là chính là vua được sức giàu để giải cứu dân mình ra khỏi tội, để giải cứu các ngươi, không phân biệt người giàu người nghèo, không phân biệt người Giu-đa hay là người ngoại, không phân biệt, ngài đến để cứu ra khỏi tội lỗi, ra khỏi tội lỗi. Cảm ơn Chúa, để thay đổi. Tội lỗi không phải là từ dân ngoại của chúng ta mà thôi. Tội lỗi không phải là chỉ là, không những chỉ là dân Israel hay là dân Giu-đa mà thôi. Tội lỗi là từ tổ phụ, là từ Adam và từ Eva, đó là nguồn gốc. Ngài đến, ngài giáng sinh để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Đây là một cái tin mừng, đây là một cái sự vui mừng, đây là một sự bình an. Nhưng mà dân Israel họ chưa biết, tội nghiệp họ, mãi đến ngày hôm nay họ vẫn đợi Đấng Messi, Đấng Messi. Nhưng mà Đấng Messi đã đến rồi, đã đến cách đây 2023 năm, đã đến rồi. Đấng Messi đã ở với chúng tôi tại Saco này 31 năm. Đấng Messi đã ở với chúng ta, nhưng mà không phải ở 31 năm mà ở đời đời. Đấng Messi đó cai trị trong tâm lòng, và sau này cai trị toàn thế giới này khi mà Chúa trở lại. Sau này khi mà Chúa trở lại cai trị toàn thế giới này, đó là chúng ta vinh dự, rất là vinh dự. Chúng ta rất là vinh dự, chúng ta rất là bình an, chúng ta rất là cảm ơn Chúa, chúng ta rất là bình an, chúng ta rất là bình an. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận ngài, các ngươi sẽ gặp con trẻ, một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh đó với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người. Cảm ơn Chúa. Ở đây là không có ai ngợi khen Chúa trước, lúc đó
chỉ là thiên sứ muôn vàn thiên binh ngợi khen đấng Messi, ngợi khen Chúa Giêsu, ngợi khen Chúa Con Đức Chúa Trời giáng sinh để cứu nhân loại. Thiên sứ ngợi khen, chúng ta ngợi khen Chúa ngày hôm nay là sau thôi quý vị ạ. Thiên sứ đã ngợi khen Chúa trước, sau thôi. Chúng ta ngợi khen Chúa ngày hôm nay đó là sau. Sáng danh Chúa trên các nền trời, đó là sáng danh Chúa, Chúa Giêsu làm sáng danh Chúa và bình an. Bình an là như thế nào? Con người ra khỏi tội lỗi thì con người mới được bình an với Chúa, được hòa thuận lại với Chúa, được con cái của Chúa. Chúng ta được gia nhập vào vương quốc của Chúa, chúng ta được bình an. Bình an. Cảm ơn Chúa chúng ta được bình an. Còn bình an thế giới ngày hôm nay, đó là muốn bình an là phải dùng chiến tranh. Phải dùng chiến tranh. Nếu mà kẻ thù đó là thất bại, tôi là một cái cường quốc, nói là tôi là một sức mạnh toàn thế giới, thì là bình an. Đó là chưa chắc bình an. Chưa chắc bình an. Nhưng mà Chúa Giêsu là mới là làm vua, làm Chúa của mình. Vì con người thì muốn làm vua là con người đó là phải bầu. Bây giờ là thời của chúng ta đó là tổng thống là phải bầu. Phải bầu. Còn Chúa thì Ngài không bầu. Ngài là đấng tạo hóa. Ngài là đấng từ hữu và hữu. Ngài là đấng tạo hóa. Ngài trở nên người. Mục đích Ngài để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Ngài cũng làm vua. Vua cai trị của Ngài không phải là vua một ngày hai ngày, cai trị của Ngài đó là vua đời đời. Vua đời đời. Chúa Giêsu nói với Philát là nước của ta không phải thuộc về hạ giới này. Nếu mà nước của ta thuộc về hạ giới này, ta sẽ sai môn đồ hay là sai lính của Ngài đánh trận. Nước của ta không thuộc về hạ giới. Nước thuộc linh. Cảm ơn Chúa. Dân Do Thái nên bây giờ mỗi năm dân ngoại của chúng tôi kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh, dân Do Thái nên nghĩ lại, nên mở lòng ra để tiếp nhận Chúa Giêsu, thì chắc chắn quý vị sẽ được kinh nghiệm sự bình an. Kinh nghiệm sự bình an. Ở đây là sau khi mà thiên sứ đã báo với họ rồi, cái sự đáp ứng của bọn chăn chiên đó là tìm Chúa Giêsu. Tìm Chúa Giêsu. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến và Chúa cho chúng ta hay. Vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ nằm trong máng cỏ. Thấy vậy họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều làm lấy làm lạ, còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Cảm ơn Chúa khi mà tìm gặp rồi. Tôi thấy ở đây là rất là lạ. Còn cái bài chiên của họ thì không biết ai giữ. Biết bài chiên của họ hay là bài chiên họ chăn tê tôi cũng biết. Ai giữ. Nhưng mà họ rất là vội vàng. Họ tìm kiếm Chúa. Ở trong con trẻ là lúc bây giờ thì không lẽ như huyện, tôi nói là như huyện Hướng Quảng của chúng tôi đi. Ngày hôm nay không biết là sanh mấy đứa trẻ họ sanh, mà tại sao mà các vị chăn chiên này là họ lại tìm gặp Chúa Giêsu, rất là kỳ lạ. Đây là vượt quá suy nghĩ. Đây tôi nghĩ là Chúa Thánh Linh hướng dẫn họ. Chúa Thánh Linh hướng dẫn họ mới gặp Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa, đây là họ gặp Chúa Giêsu. Họ gặp Chúa Giêsu thì họ nói về Chúa Giêsu giống y như thiên sứ đã dặn họ, đã nói với họ. Nói Chúa Giêsu là đấng Messi, đấng được Đức Chúa Trời sức giàu, đấng cứu rỗi nhân loại ra khỏi tội lỗi. Ra khỏi tội lỗi. Nhiều người mới đến lúc đó thì lấy làm lạ. Còn đối với Mary họ rất là biết rõ. Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu là đấng Messi cứu rỗi nhân loại. Joseph thì rất là biết rõ.
Joseph đã rất biết rồi. Đáng lý là Joseph đây. Thì lúc bây giờ mà nghe tin Marie mang thai Chúa Giêsu này là Joseph, thì lúc bây giờ nếu mà thiên sứ không can thiệp á, ông Joseph là ly hôn rồi, ông định ly hôn. À, tuy rằng là chưa đám cưới, mới đính hôn rồi ông định là thối lui. Ông định thối lui, nhưng mà Chúa lại can thiệp với ông. Vì vậy là ông biết rõ Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là đấng Messi được Đức Chúa Trời sức dầu để cứu dân mình ra khỏi tội lỗi. Đầu tiên là ông và kể cả dân loại và kể cả thế gian ngày hôm nay. Vì cớ ấy qua mục đích mà Chúa Giêsu giáng sinh đây, chúng ta không có dừng, chúng ta không dừng cho hội thánh đã tin. Những người đã tin rồi chúng ta cũng cần nghe sự giáng sinh này để thêm đức tin như ông Mary và như ông Joseph, thêm đức tin. Và những người chưa biết về Chúa thì chúng ta cần phải lăng báo, chắc chắn là đối với họ là mới mẻ, đối với họ thì mới mẻ, lấy làm lạ đối với họ mới mẻ. Như chúng tôi hồi hồi trước cũng vậy, nghe Chúa Giêsu giáng sinh á, nếu mà mình không để phong phong màn á thì người ta tín hữu thì họ không có biết là Chúa Giêsu giáng sinh như thế nào. Khi mà để hình Chúa Giêsu giáng sinh á thì Mary Joseph, thì ông cụ của chúng tôi đó là lớn tuổi rồi, ông bị sốt. Ngay mà Chúa Giêsu giáng sinh, ngay mà kỷ niệm Chúa Giêsu giáng sinh đó, ở chỗ ăn hương, chỗ mục sư điếu hen nhỏ, ông cầu nguyện với Chúa, là nói với Chúa là có người bên cạnh họ nghe. Cảm ơn Chúa. Ông cũng nói cảm ơn Chúa. Rồi sau đó là ông nói là cháu ơi, xin thương xót ông, chữa lành cho ông, ông bị sốt. Nói là người ta bên cạnh vỗ vai, tại sao Chúa, tại sao mà ông nói là cháu kìa, thấy hình con trẻ kìa, không phải, đó là hồi xưa. À như vậy ha, bắt đầu ông mới tỉnh thức. Đối với những người mới tin là chắc chắn là họ mới mẻ, họ rất là mới mẻ đối với họ, nhưng mà Chúa cũng thương họ, Chúa muốn cứu họ, Chúa muốn thương họ, Chúa muốn cứu họ ra khỏi tội lỗi, ra khỏi cái mù mịt thế gian tâm tối này, ra khỏi, để họ kinh nghiệm sự vui mừng lớn, để họ kinh nghiệm sự bình an, để họ kinh nghiệm sự phước hạnh, để họ trở nên con cái Đức Chúa Trời, để họ bước vào vương quốc của Ngài, đó là vương quốc đời đời. Còn vương quốc của thế gian này chỉ là tạm bợ, xa cách Chúa thì xa cách mãi mãi, đời này cũng như đời sau. Cảm ơn Chúa qua lời của Chúa sáng hôm nay tôi chia sẻ đến quý mục sư cũng như là dân Do Thái cũng như là dân ngoại. Chúng ta nên quay lại với Chúa, tiếp nhận Chúa Giêsu để chúng ta được tha thứ, để chúng ta trở nên con cái của Ngài, để chúng ta được gia nhập vào vương quốc của Ngài, đó là vương quốc đời đời, để chúng ta được sự sống, nhận sự sống từ nơi Ngài là sự sống đời đời. Nhiều người họ lý luận với tôi là tôi đang sống như vậy là sống sự sống nào nữa? Sự sống của con người, sự sống của con người về thể xác này là chắc chắn là cờ 100 tuổi thôi. Nếu mà khỏe nhất, người mà khỏe nhất, người mà chắc chắn là sức khỏe là đầy đủ tốt nhất, bảo vệ sức khỏe của mình giỏi nhất là 100 tuổi thôi. Có thể hơn là rồi sau này nó cũng già nua rồi cũng chết về phần tâm linh của mình, về linh hồn của mình xa cách Chúa mãi mãi. Còn sự sống của Chúa Giêsu là ban cho chúng ta, đó là sự sống đời đời. Dù thì thân thể chúng ta chết, nhưng mà linh hồn chúng ta sống mãi mãi với Chúa. Tâm linh chúng ta sống mãi mãi với Chúa. Đời đời, đời đời nghĩa là còn mãi, không có già, còn mãi. Đó là những điều không quý trọng sao? Đó là những điều mà không quý trọng sao quý vị? Đó là theo tôi là rất là quý trọng.
rất là quý trọng. Nên chúng ta phải tham dự, nên chúng ta phải tiếp nhận, nên chúng ta phải bước vào, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta, Chúa sẽ cứu cho chúng ta, Chúa cứu chúng ta và Chúa ban cho chúng ta sự sống đời đời và sự bình an thật. Xin Chúa ban phước cho quý mục sư cũng như là quý hội thánh Chúa khắp nơi xa gần một mùa Giáng sinh bình an và hạnh phúc mãi mãi. Trong đêm yêu thương muôn vàn, thêm bình hát ca mừng chúc cứu Chúa này hạ sinh. Chúa đem vui mừng, Ngài xua tan những ưu phiền, để cuộc sống quanh đây được an bình. Và Chúa Giêsu giáng sinh đem đến hy vọng tình yêu vĩnh sinh cho những cuộc đời mãi trong tuyệt vọng, được tìm thấy thỏa vui trong Ngài. Chúa nhân từ xót thương bao kẻ ô tội còn đang vấn vương, xin hãy trở về, hãy mau trở về, tìm về với Giêsu tình yêu được bình an. Nơi này hôm nay vui mừng trong đêm Giáng sinh, nào có mấy ai nhận Giêsu, Ngài hạ sinh bởi yêu thương người. Ngài đến cho tôi, đến cho anh tình yêu. Mang bao đau thương, cam chịu nơi Gô-gô-tha. Dòng huyết Chúa đổ ra vì con, gánh thay muôn tội, Ngài dịch bao vết thương cuộc sống quanh đây được an bình. Và Chúa Giêsu giáng sinh đem đến hy vọng tình yêu vĩnh sinh cho những cuộc đời mãi trong tuyệt vọng, được tìm thấy thỏa vui trong Ngài. Chúa nhân từ xót thương bao kẻ ô tội còn đang vấn, xin hãy trở về, hãy mau trở về, tìm về với Giêsu.